giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Sốc, bà Phương Hằng vợ Dũng Lò Vôi bất ngờ tuyên bố khởi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Dù không nêu trực tiếp tên bà Phương Hằng hay cụ thể vụ việc, thế nhưng mới đây, nhân vật chính đã lên tiếng cho biết sẽ khởi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ. Mới đây, bà Phương Hằng đã tổ chức livestream nhằm chia sẻ về vụ việc được cho là bị nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ đá xéo trong một bài đăng. Không chỉ bức xúc phản ứng bằng lời như nhiều lần trước, giờ đây bà Phương Hằng khẳng định sẽ thực thi bằng hành động khởi kiện luôn hai nhân vật này. Thông qua trang Facebook của thư ký, bà Phương Hằng lên tiếng cho biết: "Tin nóng, kính thưa quý vị, hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức khởi kiện nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ ra tòa vì tội vu khống doanh nghiệp. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Sáu lúc 18:30. Trước đó, trong một bài đăng trên Facebook, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ đã có cuộc trò chuyện qua lại. Bình luận của cả hai nhanh chóng được cư dân mạng bắt gặp, chụp lại. Dù không trực tiếp nhắc cụ thể sự việc gì hay đang muốn nhắc đến nhân vật nào, cộng đồng mạng vẫn mặc định cho rằng người mà hai nghệ sĩ nhắc tới không ai khác chính là bà Phương Hằng. Cụ thể, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bình luận: "Coi mà ngứa mắt quá chị ạ, sổ đỏ cả căn đó chị." Đáp lại lời cô, nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ tỏ ý khinh thường, tài giỏi gì. Chưa dừng lại, Hồng Vân tiếp tục bức xúc bằng thái độ mỉa mai: "Làm ăn lương thiện thì làm sao mà hột xoàn cả rổ, sổ đỏ cả căn cả ký, hời quá." Thời gian vừa qua, bà Phương Hằng được xem như là một nhân vật sẵn sàng tuyên chiến với bất kỳ nghệ sĩ nào để bảo vệ cho công lý mà bà đang theo đuổi. Do đó, việc cư dân mạng suy luận được cho là có cơ sở và thông tin này cũng nhanh chóng rộ lên khắp các diễn đàn đến tai bà Phương Hằng. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy chia sẻ quan điểm dưới phần bình luận nhé! Cùng đón đọc những tin tức về Sao Việt hôm nay trên Danh nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.